Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào video của Nhuận Honda Đức nha. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cập nhật giá của dòng xe Audax 125 cũng như là 160 tại cửa hàng bên mình vào thời điểm là đầu tháng 11 năm 2022 nhé các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì cửa hàng bên mình cũng đã điều chỉnh giá cho dòng xe này ha. Sau lần lượt các dòng xe ví dụ như là Alpha, RX, Future thì dòng xe Taiga hiện tại bên cửa hàng bên mình đang có bắt đầu là cũng có giảm giá thêm và tặng thêm phụ kiện là 1 triệu đồng nha các bạn. Và áp dụng thêm nhiều cái chương trình khuyến mãi mới nữa. Cho nên khi giá như thế nào thì Nhuận mời các bạn mình xem clip nha. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ báo giá nè, chương trình khuyến mãi giảm giá và cuối cùng là trả góp cho các bạn mình dễ dàng tham khảo ha. Thì clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ review cho các bạn về một phiên bản màu đỏ của 160 ha. Ở đây là Nhuận sẽ sẵn là review sẵn là báo giá luôn. Tại vì có một bạn ghi comment trên trang của Nhuận thì nhờ Nhuận là review là cái chiếc em màu đỏ ha, đỏ cực đẹp này nha các bạn. Rồi thì Audax hiện tại 125 thì hiện tại là nó có nhiều phiên bản, hai phiên bản ha. Ví dụ như là phiên bản tiêu chuẩn trước ha, phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản màu đỏ đen nè. Rồi phiên bản màu xanh đen, đây xanh đen và chiếc chơi trên mặt nè. Một cái điểm dễ dàng nhận biết là bạn thấy nè, ở phiên bản 125 là cái phần ở trên nè, giống như cái kính chắn gió nhưng mà nó hiện tại nó rất là nhỏ cho nên là những tạm gọi như thế này thôi ha. Nó cái kính này sẽ thấp xuống, nó bằng như thế này nè. Đó. Là những phiên bản này chính là phiên bản của 125 nè các bạn. Đó. Phiên bản 160 là sẽ có mặt cái kính chắn gió nó sẽ cao hơn thế này. Cái điểm phân biệt thứ hai đó các bạn thấy dễ dàng phân biệt là đây. Đây, 160 thì nó sẽ có cái phanh ABS nha các bạn. Đó. Còn cái phiên bản 125 thì nó sử dụng là phanh thường. Đây, một nhận sẽ quay một chiếc phanh thường cho các bạn mình tham khảo nha. Do chiếc xe nó quay hơi ngược cho nên là nhận sẽ quay rất là khó nha các bạn. Đây. 125 nè các bạn, phanh thường là cái phanh nó chống như thế này nè, ở bên trong nó không có một cái bộ cảm biến ở trong. Đó. Thì với cái phanh thường này khi mình thắng gấp ví dụ mình bóp bên tay trái thì nó sẽ ăn cả bánh trước và bánh sau. Thì ưu điểm của dòng này nó rút ngắn cái hành trình phanh, có nghĩa là mình nó sẽ rút ngắn hơn. Còn ví dụ như là cái phần mà thiên về an toàn thì các bạn nên chọn cái phiên bản 160, nó mới có phanh ABS nha. Với cái phanh ABS này thì ưu điểm của nó là gì các bạn, khi mình sử dụng mình phanh gấp thì cái cơ chế của cái dòng ABS này là nó phanh dạng như là nhấp nhả, cho nên là khi mình lỡ mình có phanh gấp rồi thì nó cũng hạn chế cái trường hợp ví dụ như là chống bó cứng phanh. Nói chung là nó không có cứng bánh khi mình thắng gấp hay còn những phiên bản thường khi mình thắng thì nó sẽ quăng bánh các bạn ha. Nó sẽ thằng này thì nó thêm cái sự an toàn hơn cho mình nha các bạn. Rồi phiên bản 125 đây, 125 nè, 125 nè, đèn nhám có là 125 nè. Đó thì giá hiện tại của phiên bản 125 là 42.990.000 nha các bạn. Thì giá chỉ từ 42.990 ha. Kế tiếp là phiên bản 160 ha. Phiên bản 160 thì nó có nhiều màu lắm các bạn. Đây, trên màn hình là chính là cái phiên bản màu đỏ đen ha. Đây, màu đỏ đen. Ở phần màn là phần bạc ha, đỏ bạc đen nha các bạn. Rồi, kế tiếp là phiên bản màu xanh đen nè. Đó. Rồi, phiên bản đặc biệt của nó là một phiên bản màu xanh xám đen, huyền thoại. Đây, phiên bản này các bạn hầu như các bạn rất là thích phiên bản màu này ha. Đó. Thì Nhuận sẽ review sơ về phiên bản màu đỏ đen này. Phiên bản màu đỏ đen các bạn thấy nè, từ cái phần nè, phần đầu và cái phần mặt nó đều là phần màu đỏ nha. Còn những phiên bản cái phần này theo Nhuận thấy Nhuận không thích cái một cái điểm này các bạn. Tự nhiên cái phần này các bạn thấy nè là màu bạc ha. Nhìn thấy xe mình có vẻ như là nó hơi yếu tí xíu nha các bạn. Đó. Giá như cái phần này là màu đỏ luôn hoặc là phiên bản màu đen luôn thì nó sẽ đẹp hơn so với phiên bản tự nhiên mình để vô chiếc màu bạc như thế này ha. Đó. Các bạn thấy một cái phiên bản của 125 nè ha, của người ta thiết kế là phần màu đen, phần mặt dưới là màu đen. Mình thấy xe mình nó rất là hài hòa, rất là mạnh mẽ các bạn. Phiên bản 160 cái tự nhiên các bạn thấy nè, tự nhiên cái để là phiên bản màu bạc vô. Phiên bản này cũng vậy ha, nhìn thấy nó sẽ không có mạnh mẽ bằng ha. Theo cá nhân những đánh giá là như vậy thôi. Còn các bạn mình ý kiến như thế nào mình có thể là comment ở phần bình luận, cái đó các bạn mình có thể là cùng thảo luận ha. Nói chung là không phải là mình chê này nọ, nhưng mà ở đây là nhận thấy là những cái điểm này là nhận không thích thôi ha. Rồi, ở phiên bản này là sử dụng là cái hệ thống khóa thông minh luôn nha các bạn. Từ 125 và 160 đều phải sử dụng là khóa thông minh hết nha các bạn. Đây. Thì với bộ khóa thông minh này nó bao gồm có nhiều chức năng. Ví dụ như là khóa xe, mở xe, tìm xe và chống trộm, nó giống như những dòng xe của đàn anh nó, ví dụ như là SH, SH More rồi các bạn ha. Và ở phiên bản này thì Honda cũng có thêm một cái công nghệ rất là tiện ích của nó, là cái công nghệ tiên tiến nhất là ESP cộng nha, ESP LED. Với công nghệ ESP này nó sẽ tiên tiến hơn cái đời cũ là ESP thường ha. Với cái ESP cộng này thì nó sẽ xe mình vận hành nó ít phát ra tiếng ồn hơn, cũng như là nó tăng khả năng đốt cháy nhiên liệu tốt hơn.
xe mình sẽ vận hành mạnh mẽ hơn và tăng tốc tốt hơn so với những cái phiên bản đời trước nha các bạn ha. Rồi về giá của phiên bản của 160 á, thì giá hôm nay chỉ từ là 58 năm thôi nha các bạn. Giá này đã bao gồm VAT rồi nha. Các bạn cứ yên tâm khi mà mình mua xe á, thì cửa hàng bên mình đã bao gồm VAT rồi. Mình chỉ về mình còn đăng ký thuế trước bạ và biển số là xong nha các bạn. Với các bạn nào ở khu vực huyện á, thì trước bạ nó 2% cộng với tiền phí biển số khoảng 50.000. Còn ví dụ như khu vực thành phố á, thì biển số ở cái trước bạ khoảng 5%. Biển số của dòng này khoảng 800.000 nha các bạn. Đó, đó là những cái phí cần thiết để mình khi ra biển số nha các bạn. Rồi về cái phần giảm giá thì hôm nay dòng xe Elux bên mình đang có nhiều chương trình giảm giá. Đầu tiên là chương trình dành cho công nhân. Thì như Nhượng đã chia sẻ thì cái chương trình công nhân nó sẽ kết thúc vào tháng 10 á. Thì nói chung á, là nhu cầu của các bạn rất là nhiều. Thì khi các bạn mình mua xe thì các bạn hỏi rất là nhiều về chương trình đó. Thì theo như cái yêu cầu của bạn á, thì cửa hàng mình đã gia hạn về cái chương trình công nhân cho các bạn luôn nha. Vì với cái chương trình công nhân này thì mình sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trừ thẳng danh giá. Yêu cầu như thế nào, mình chỉ cần đem thẻ công nhân ra thì mình cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn ha. Công nhân thì nói chung là chính chủ mới được nha. Ví dụ như là anh A ảnh mua xe thì ảnh có công nhân ảnh mới giảm giá, chứ vợ ảnh có công nhân mà ảnh mua xe thì không được nha các bạn. Về chúng nó gọi là chính chủ của thẻ công nhân. Rồi kế tiếp là chương trình về đổi xe ha. Thì với chương trình đổi xe này thì cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn 1 triệu đồng để đổi xe. Ví dụ như mình có dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là nó hao xăng quá mức, hoặc là nó có thể là nó dễ dàng hư hỏng quá, hoặc là chi phí sửa chữa quá cao, thì mình nên là đổi xe đi các bạn. Với chương trình đổi xe này, cửa hàng sẽ tặng cho bạn 1 triệu đồng để giảm giá bên phần xe mới nha. Đó, thì về đó là tất cả những chương trình giảm giá tại cửa hàng bên mình ha. Thì hiện tại chương trình học sinh sinh viên đã kết thúc rồi ha, không còn chương trình sinh viên nữa. Tại vì bây giờ cũng là thời điểm tháng 11 rồi, cho nên là học sinh cũng đã qua cái tháng tụ trường rồi, cho nên là không còn cái chương trình là giảm cho sinh viên nữa. Kế tiếp là chương trình về trả góp ha. Thì dòng xe Elux này hiện tại bên mình đang có rất là nhiều chương trình trả góp. Các bạn chỉ cần trả trước từ 10% trở lên nha. 10% là thấp nhất, có thể là các bạn tài chính cao hơn có thể là trả cao hơn 20-30 gì đó, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà những muốn chia sẻ cho các bạn á, thì có cào và gốc luôn, thì các bạn nên trả khoảng 50% thì mình sẽ được nhận cào và gốc luôn nha các bạn. Cho nên á, thì khi các bạn mình mua xe á, thì mình nên là nhấn mạnh rõ khi mình ra cửa hàng á, thì mình gặp nhân viên bán hàng thì mình nên nói nhấn mạnh rõ là mình cần mua xe có chương trình có cào và gốc, thì lúc đó thì mình sẽ được mấy có cào gốc nha các bạn, chứ không phải là lúc nào mà là mặc định 50% cũng có nha. Các bạn cứ yên tâm ha. Khi các bạn mua xe thì mình nhớ nhấn mạnh rõ là mình muốn mua xe có cái cào và gốc hay là như thế nào đó, mình cứ bàn trước nhân viên bán hàng. Hoặc là dễ dàng hơn, các bạn có thể là gọi trước cho Nhuận đi, thì Nhuận sẽ tư vấn tất cả chương trình để các bạn mình tham khảo ha. Thì Nhuận có lên hồ sơ online luôn nha bạn. Các bạn cứ việc kết bạn Zalo cho Nhuận, thì số điện thoại của Nhuận là 0964 234 888, thì Nhuận sẽ hỗ trợ các bạn lên hồ sơ online luôn ha các bạn. Rồi Nhuận sẽ kết thúc báo giá của dòng xe Elux ở thời điểm là đầu tháng 11 năm 2022 nha các bạn. Các bạn thấy clip của Nhuận cập nhật giá thường xuyên về giá của tất cả những dòng xe Honda, có thể là để lại một lượt đăng ký để ủng hộ cho kênh Nhuận. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, thì khi các bạn mình đăng ký á, sau này Nhuận sẽ ra những clip á, thì các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt giá hơn, hay là những thông tin sản phẩm mới á, sẽ nhanh chóng hơn ha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc tất cả các bạn một ngày làm việc thật là tuyệt vời luôn ạ.